và các đồng chí đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ. Kính thưa đại hội, để điều hành các nội dung của đại hội, đề nghị đại hội bầu đoàn chủ tịch. Ban tổ chức đại hội dự kiến số lượng của đoàn chủ tịch là 3 đồng chí. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào đồng ý xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đồng ý với số lượng đoàn chủ tịch là 3 đồng chí. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, về nhân sự cụ thể, thay mặt ban chấp hành khóa 7, tôi xin giới thiệu các đồng chí có tên sau đây tham gia đoàn chủ tịch. 1. Đồng chí Phạm Minh Trúc, chủ tịch hội cựu chiến binh phường khóa 7. 2. Đồng chí Nguyễn Vũ Vinh, phó chủ tịch hội cựu chiến binh phường khóa 7. 3. Đồng chí Vũ Thăng Long, ủy viên ban thường vụ hội cựu chiến binh phường khóa 7. Xin đi đến đại hội. Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu nhất trí danh sách đoàn chủ tịch đại hội như trên. Xin cảm ơn đại hội, trân trọng mời đoàn chủ tịch lên vị trí làm việc. Kính thưa đại hội, đoàn chủ tịch đại hội dự kiến đoàn thư ký đại hội có số lượng là 2 đồng chí. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí với ý kiến xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu đồng ý với số lượng đoàn thư ký là 2 đồng chí. Xin cảm ơn đại hội. Về nhân sự cụ thể, xin giới thiệu các đồng chí có tên sau đây. 1. Đồng chí Đinh Xuân Long, đại biểu chi hội 15. 2. Đồng chí Tạ Hữu Trọng, đại biểu chi hội cơ quan phường. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu đồng ý với danh sách đoàn thư ký đại hội như trên. Xin cảm ơn đại hội. Xin mời hai đồng chí thư ký lên bàn làm việc. 100% đại biểu đồng ý với số lượng ban kiểm tra tư cách đại biểu là 3 đồng chí. Xin cảm ơn đại hội. Về nhân sự cụ thể, xin giới thiệu các đồng chí có tên sau đây. 1. Đồng chí Lê Hồ Bắc, đại biểu chi hội 5, trưởng ban. 2. Đồng chí Hoàng Đình Tuyến, đại biểu chi hội 16, ủy viên. 3. Đồng chí Phạm Văn Dũng, đại biểu chi hội 3, ủy viên. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào đồng ý xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% đại biểu đã đồng ý với danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu. Xin cảm ơn đại hội.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa đại hội, được sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh quận, sự chỉ đạo lãnh đạo của trực tiếp của Đảng ủy phường, thực hiện kế hoạch số 06 ngày 1 tháng 1 năm 2022 của Hội Cựu chiến binh phường An Biên về việc tổ chức đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Hôm nay, Hội Cựu chiến binh phường long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác xây dựng và hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2027, bầu ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường khóa 8 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự đại hội lần này, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Lâm Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Lê Văn An, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Lương Toàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận. Về đại biểu phường, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nhật, quận ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường; đồng chí Nguyễn Đông Hải, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường; cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường, các đồng chí trong các ban ngành đoàn thể phường, các đồng chí nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường qua các thời kỳ, và sự có mặt đông đủ của 51 đại biểu thay mặt cho 306 hội viên cựu chiến binh toàn phường, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đã về dự đại hội hôm nay. Tiếp theo chương trình đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Minh Trúc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường khóa 7, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội lên khai mạc đại hội cựu chiến binh phường lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa công chí đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, và trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, của thành phố, chào mừng đại hội cựu chiến binh các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ 7, thực hiện sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh quận, nghị quyết của Đảng ủy phường về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2022-2027. Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2022, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường long trọng tổ chức đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện cho lãnh đạo quận ủy, Hội Cựu chiến binh quận, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc phường, các đoàn thể, các đồng chí đại biểu khách quý, các hội viên về dự đại hội. Xin gửi tới các đồng chí lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa đại hội, đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường An Biên lần thứ 8 có nhiệm vụ rất quan trọng sau đây. Thứ nhất, đại hội tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ công tác hội năm 2022-2027. Thứ hai, trên cơ sở kết quả thảo luận ở các chi hội, đại hội tiếp tục thảo luận tham gia ý kiến đóng góp các dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh quận, Hội Cựu chiến binh phường và tổng kết thực hiện điều lệ hội, sửa đổi điều lệ hội.
Thứ ba, đại hội lựa chọn những đồng chí để bầu vào ban chấp hành hội cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2022-2027. Thứ tư, đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cựu chiến binh quận lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Kính thưa đại hội, thành công của đại hội lần này có nghĩa rất quan trọng đối với công tác hội từ nay đến năm 2027. Vì vậy, đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ hiệu quả nhất để hoàn thành các nội dung chương trình của đại hội đề ra. Với tinh thần đó, thay mặt ban chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu hội cựu chiến binh phường An Biên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa đại hội, sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lâm Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quân ủy lên đài hoa trước buổi đại hội. Xin kính mời đồng chí. Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Như Toàn, Phó Chủ tịch Hội Chủ tịch Quân lên đài hoa trước buổi đại hội. Xin kính mời. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Nhân dân lên đài hoa và chúc mừng đại hội. Xin kính mời chú. Kính mời chú tổng bí thư thay mặt Tổ chức lên đài hoa. Tiếp theo chương trình kính mời đồng chí Hà Văn Nhiều, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc màu da cam Hương Vương lên tặng quà cho Hội Chủ tịch Hương. Xin kính mời chú. Cùng với sự có mặt của các vị khách quý, đại hội còn được đón nhận những lãng hoa và quà chúc mừng của các ban ngành đoàn thể phường 16 hội chiến binh và các cá nhân. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý đã đến chúc mừng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần góp phần thành công đại hội. Sau đây, tôi xin thông qua quy chế nội quy chức trình đại hội. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua quy chế nội quy và chương trình đại hội. Quy chế nội quy chương trình làm việc của đại hội đã được các đại biểu quán triệt thông qua trước các đoàn nên hôm nay xin biểu quyết thông qua các nội dung trên. Nếu đại biểu nào đồng ý với nội dung quy chế nội quy chương trình xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội đã đồng ý 100% các nội dung quy chế, nội quy, chương trình đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Tiếp theo, chương trình xin kính mời đồng chí Đỗ Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu, tôi xin công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hội cựu chiến binh phường An Biên, đại hội đại biểu lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội cựu chiến binh phường An Biên. Căn cứ điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam thực hiện quyết định số 03 QĐ-CCB ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh về phân bổ đại biểu dự đại biểu Hội Cựu chiến binh phường An Biên và kết quả bầu cử đại biểu dự đại hội tổ chức hội trực thuộc hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2022, Hội Cựu chiến binh phường An Biên tiến hành đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 1. Lê Hồ Bắc, trưởng ban; 2. Hoàng Đình Tuyến, ủy viên; 3. Đồng chí Phạm Văn Dũng, hội viên. Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại hội đại biểu dự đại hội như sau: chất lượng đại biểu, cơ cấu đại biểu, tổng số tổ chức hội triệu tập là 16, đơn vị bằng 100%, tổng số tổ chức hội có mặt 16, đơn vị là 100%, tổng số đại biểu được triệu tập là 51 đồng chí, đại biểu có mặt không, đại biểu đương nhiệm 17 đồng chí, đại biểu được bầu 34 đồng chí,
đại biểu Lan là 46 đồng chí, đại biểu Tôn Giáo không, đại biểu dưới 40 tuổi 4 đồng chí, đại biểu từ 40 tuổi đến 59 là 12 đồng chí, từ 60 đến 69 là 19 đồng chí, từ 70 trở lên là 16 đồng chí, đại biểu cao tuổi nhất là 82 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là 31 tuổi. Về quân hàm cấp tướng không, cấp tá không 7 đồng chí, cấp úy 11 đồng chí, hạ sĩ quan chiến sĩ dân quân du kích bằng 33 đồng chí, tốt nghiệp trình độ và văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học là 45 đồng chí, đại học và trên đại học 17 đồng chí, tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến chống Pháp là không, tham gia kháng chiến chống Mỹ 35 đồng chí, đại biểu nhập ngũ sau năm 1975 6 đồng chí, đại biểu là đảng viên bằng 35 đồng chí, đại biểu nguyên là cán bộ sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn và tương đương 6 đồng chí, đại biểu nguyên là đại đội, trung đội và tương đương là 12 đồng chí. Nội dung khi xin ý kiến đại hội, nếu có đại biểu nào sau khi được bầu đã vi phạm quy định theo hướng dẫn kết quả qua kiểm tra tư cách đại biểu về dự đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội Cựu chiến binh phường An Biên, ban thẩm tra tư cách đại biểu kết luận tổ chức hội nghị các cấp bầu đại biểu tham dự đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và quy chế bầu cử đại hội. Về tư cách đại biểu, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm tư cách đại biểu về vi phạm nguyên tắc thủ tục bầu cử. Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo đại hội kết quả thẩm tra là 100% đại biểu có đủ tư cách tham dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường An Biên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Đề nghị đoàn chủ tịch cho xin ý kiến thay mặt ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội lần thứ 8 Hội Cựu chiến binh phường An Biên, trưởng ban đại hội xin ý kiến đại hội. Nếu đại hội đồng ý với nội dung báo cáo trên, xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào không đồng ý hoặc ý kiến khác? Không có. Như vậy đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Xin cảm ơn đại hội. Tiếp theo xin giới thiệu đồng chí Phạm Minh Trúc, chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2022-2027 và báo cáo kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường khóa 7. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đồng chí, kính thưa đại hội, sau đây thay mặt ban chấp hành Hội khóa 7, tôi xin trình bày tóm tắt báo cáo của ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường khóa 7 trình đại hội như sau. Kính thưa đại hội, trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh quận, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và nhân dân, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh phường phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, đã đoàn kết gương mẫu chủ động sáng tạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 17-22 đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, được sự chỉ đạo hướng dẫn thường xuyên của ban chấp hành Hội Cựu chiến binh quận, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường, cán bộ hội viên Cựu chiến binh đã đoàn kết gương mẫu chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác hội, xây dựng tổ chức hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát, không có hội viên nghèo và tái nghèo. Từ những thành tích trên, nhiệm kỳ qua của Hội Cựu chiến binh phường đã được nhận 1 giấy khen của Hội Cựu chiến binh thành phố, 6 giấy khen của Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, 28 giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận, 35 giấy khen của biểu dương của Ủy ban nhân dân phường. Đặc biệt cá nhân có 2 bằng khen của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về cho đồng chí Vũ Thăng Long và đồng chí Phạm Tuấn Anh trong giai đoạn 14-18 tham gia xây dựng chi bộ và tổ dân phố của hội. Phần kiểm điểm của ban chấp hành. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường khóa 7 nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 17 đồng chí ban chấp hành. Ban chấp hành đã được bầu ban thường vụ 5 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí là chủ tịch, 1 đồng chí là phó chủ tịch. Đối chiếu với chức năng nhiệm vụ quy định của điều lệ hội về quy chế hoạt động ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2017-2022, ban chấp hành đã tự đánh giá kiểm điểm những ưu khuyết điểm như sau. Ưu điểm: qua 5 năm xây dựng và hoạt động, ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường đã chỉ đạo chi hội tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu nghị quyết mà đại hội
2017-2022 đã đề ra. Ban chấp hành khóa 7 nghiêm túc kiểm điểm, trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội để ban chấp hành khóa 8 rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Đại hội tin tưởng với khí thế và quyết tâm mới, toàn thể cán bộ hội viên thị trấn Ninh Phường phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ 12. Xin kính chúc các đại biểu mạnh khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Để bổ sung và làm sáng tỏ thêm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, xin kính mời đồng chí Vũ Thăng Năng, Chi ủy trưởng Chi ủy ba đến phát biểu ý kiến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa đại hội. Ở đây tôi xin thay mặt cho Chi ủy ba là một chi hội đã nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xin tham luận bổ sung vào với cái chủ đề nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. Trước hết tôi xin hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2017-2022 do đồng chí Chủ tịch Phạm Minh Chúc vừa trình bày trước đại hội. Kính thưa đại hội, kính thưa các đồng chí, để làm tốt chức năng của hội, tham mưu với Đảng, tham mưu cho chính quyền trong mọi lĩnh vực, trước hết tổ chức hội phải là một tổ chức đoàn kết nhất trí cao, thực sự trong sạch vững mạnh thì mới làm được tốt chức năng tham mưu. Bởi một tổ chức mà yếu kém, mất đoàn kết thì không thể làm tốt công tác tham mưu được, và có làm tham mưu thì cũng không được lòng tin của ai. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên, Hội Cựu chiến binh phường chúng ta đã luôn hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở trong sạch vững mạnh và là một trong những hội cơ sở xuất sắc của quận Lê Chân. Kính thưa đại hội, kính thưa các đồng chí, có được thành tích tốt đẹp trong nhiệm kỳ vừa qua trước hết là có sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy phường và quận hội Lê Chân. Trong nhiệm kỳ qua, chi hội luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điển hình là trong 4 đợt dịch chống Covid-19, chi hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng chi bộ, tổ dân phố lập chốt phòng chống dịch với quân số tham gia trên 75 hội viên, đã được thành hội quận cựu chiến binh Lê Chân tặng bằng khen trong ngay đợt chống dịch đầu tiên. Chi hội trong 5 năm qua đã được Ủy ban Nhân dân quận và hội tặng giấy khen liên tục công nhận suốt trong 5 năm qua trong nhiệm kỳ. Về phương hướng nhiệm vụ của hội năm 2022-2027, tôi xin có kiến nghị như sau. Trong nhiệm kỳ tới, tuổi bình quân của hội cựu chiến binh của chúng ta sẽ tăng. Hiện nay là bình quân của chúng ta sấp xỉ 65 tuổi. 5 năm nữa thì chúng ta sẽ sấp xỉ 70. Hội viên từ trần sẽ tỷ lệ thuận với cái số tuổi này. Vì chỉ trong 3 tháng qua của đầu năm 2022, chúng ta đã có 9 hội viên từ trần. Từ tình hình này, tôi đề nghị hơn bao giờ hết, chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển xây dựng hội và quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc hội viên qua đời. Kính thưa đại hội, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ và truyền thống cựu chiến binh Việt Nam, nghĩa tình nước non, sắt son tình đồng đội. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu đã chú ý lắng nghe. Chúc đại hội thành công rực rỡ. Chúc các đại biểu sức khỏe, thành công và sắt son tình đồng đội. Kính thưa đại hội, các ý tham luận bổ sung và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội Cựu chiến binh phường, đề nghị các đồng chí đại biểu tiếp tục gửi văn bản qua đoàn thư ký, đoàn chủ tịch đại hội sẽ tiếp thu và tiếp tục thảo luận tại hội trường trong thời gian thích hợp. Xin được tạm dừng phần thảo luận tại đây. Thay mặt đoàn chủ tịch,
tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Lương Toàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận nên phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Lâm Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy. Kính thưa các đồng chí đại biểu, lãnh đạo, khách quý, kính thưa toàn thể đại hội. Thay mặt thường trực và Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh quận, chúng tôi rất vui mừng phấn khởi tới dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường An Biên lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong không khí trang trọng, tràn đầy niềm vui và tự hào của ngày đại hội, xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, trước hết tôi nhất trí cao với bản báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường do đồng chí Chủ tịch Hội trình bày trước đại hội. Báo cáo đã thể hiện đầy đủ toàn diện các hoạt động của hội trong thực hiện nhiệm vụ mà đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra. Trong đó có những nét nổi bật như đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu của hội là tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thứ hai là chúng ta luôn luôn tích cực xây dựng hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chăm lo tốt mọi mặt về đời sống tinh thần vật chất đối với cán bộ, hội viên. Hội đã tích cực tham gia công tác ở địa phương, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ và vận động nhân dân cùng thực hiện. Kính thưa đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh quận, tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các ban ngành đoàn thể đã tạo điều kiện giúp đỡ Hội Cựu chiến binh phường trong suốt nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội hôm nay. Tôi mong muốn trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh phường nói riêng, Hội Cựu chiến binh quận nói chung luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ và thường xuyên có hiệu quả của chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể. Kính thưa đại hội, với tất cả tình cảm kính trọng, chân thành tâm huyết của Bộ đội Cụ Hồ, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các bác các đồng chí đại biểu về dự đại hội có sức khỏe, niềm tin, thành công, gia đình hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường lên phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Lâm Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy. Kính thưa đồng chí Lê Văn An, Phó Trưởng Ban Ban Dân vận Quận ủy. Kính thưa đồng chí Nguyễn Lương Toàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Hội Cựu chiến binh quận. Kính thưa toàn thể các bác, các đồng chí, quý vị đại biểu. Kính thưa đại hội. Hôm nay thì cá nhân tôi hết sức vui mừng thay mặt cho các đồng chí trong Đảng ủy, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương về dự chỉ đạo đại hội Hội Cựu chiến binh phường ta nhiệm kỳ 2022-2027. Trước tiên xin được kính gửi tới các đồng chí đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các bác các đồng chí lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho đại hội chúng ta thành công tốt đẹp. Với cái tinh thần của các bác hội cựu chiến binh và với cái trách nhiệm mà các bác đã đạt được, cái kết quả đạt được trong 5 năm vừa qua, thì một lần nữa xin được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền địa phương xin được ghi nhận, biểu dương và đề nghị đại hội ta một lần nữa biểu dương cái kết quả các bác đạt được trong 5 năm vừa qua. Và báo cáo các bác các đồng chí thì tại báo cáo thì cũng hết sức ghi nhận cái tinh thần trách nhiệm thẳng thắn mà Ban Chấp hành khóa cũ xây dựng cái văn kiện cho đại hội và trình tại đại hội, và các bác cũng đã chỉ ra 5 cái tồn tại hạn chế. Thế và bên cạnh đó thì cũng rút ra 4 cái bài học kinh nghiệm. Thì với những cái nhìn nhận hết sức thẳng thắn khách quan đó thì chúng tôi cũng hết sức tin tưởng là đại hội khóa này chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá một cách sâu sắc và qua đó thì rút kinh nghiệm để chúng ta cũng khắc phục những cái tồn tại hạn chế để chúng ta đạt được cái hiệu quả cao hơn trong cái nhiệm kỳ mới. Đối với một cái nội dung tiếp theo cũng hết sức quan trọng và là một cái nội dung chúng ta sẽ tiến hành sau đây của cái nội dung đại hội, đó là cái công tác nhân sự của đại hội. Chúng ta sẽ tiến hành hai cái nội dung bầu. Thứ nhất là chúng ta bầu Ban Chấp hành của Hội Cựu chiến binh phường chúng ta khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Và thứ hai là các bác các đồng chí bầu ra đoàn đại biểu đại diện cho Hội Cựu chiến binh phường An Biên tham dự đại hội Hội Cựu chiến binh quận nhiệm kỳ 2022-2027. Thì với hai nội dung này thì Ban Chấp hành khóa 7 của Hội Cựu chiến binh phường cũng đã xây dựng hết sức chi tiết, chu đáo
Thế và riêng đối với nhân sự của các chi hội, nhân sự của ban chấp hành thì cũng đã được chuẩn bị trước một bước, là chúng ta cũng đã kiện toàn trước đại hội. Thế và tại đại hội thì chúng ta đã xây dựng đề án nhân sự trình và được sự phê duyệt của ban chấp hành hội cựu chiến binh quận, của ban thường vụ đảng bộ phường. Thế và cũng rất mong trên cái tinh thần các đồng chí ban chấp hành khóa 7 đã xây dựng, thế và có cái sự lan tỏa cái tinh thần đó đến các bác, các đồng chí là hội viên, đặc biệt là các bác, các đồng chí là đại biểu chính thức của đại hội ngày hôm nay, thì mong muốn các bác phát huy và cao cái vai trò trách nhiệm, cái tinh thần đoàn kết để chúng ta tập trung cái phiếu bầu để đại hội chúng ta thành công một cách trọn vẹn. Thì cũng rất mong muốn các bác hết sức quan tâm đến hai cái nội dung bầu cử trên cái tinh thần cái sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức đại hội, sự chuẩn bị chu đáo của ban chấp hành khóa trước, để chúng ta tập trung cao cho phiếu bầu. Để thì được số cái nội dung như vậy thì cũng xin phép được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo đảng bộ, chính quyền địa phương về dự thì xin được trao đổi thêm cùng với đại hội để các bác có sự quan tâm và đạt được cái hiệu quả cao trong cái công tác tổ chức đại hội của chúng ta. Và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo đảng bộ, chính quyền địa phương rất là cảm ơn các đồng chí đại biểu đã dành thời gian về dự động viên cho đại hội hội cựu chiến binh của phường, và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các bác, các đồng chí trong thường trực ban thường vụ, ban chấp hành hội cựu chiến binh quận trong 5 năm vừa qua và những năm trước đây. Chúng ta đã dành được cái sự quan tâm đối với các cái hoạt động cả về nghiệp vụ, cả về những cái nội dung chi tiết trong cái công tác của hội cựu chiến binh của phường để đạt được cái kết quả như ngày hôm nay. Thì một lần nữa xin được mong muốn các bác, các đồng chí tiếp tục dành cái sự quan tâm đối với hoạt động của hội cựu chiến binh phường An Biên trong thời gian tới, và xin được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, các bác, các đồng chí lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, và xin được trân trọng cảm ơn các bác, các đồng chí. Kính thưa đại hội, đại hội cựu chiến binh phường hôm nay rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Lương Toàn, phó chủ tịch hội cựu chiến binh quận Lê Chân, và đồng chí Nguyễn Văn Nhật, quận ủy viên, bí thư đảng ủy phường về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Các đồng chí đã động viên biểu dương những thành tích mà hội cựu chiến binh phường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại yếu thiếu và những nhiệm vụ trọng tâm mà hội cựu chiến binh phường cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo để bổ sung vào nghị quyết của đại hội. Kính chúc công chí lãnh đạo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình của đại hội, đại hội chuyển sang phần bầu cử ban chấp hành và bầu đại biểu dự đại hội cựu chiến binh quận lần thứ 7. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo đề án nhân sự ban chấp hành hội cựu chiến binh phường khóa 8, nhiệm kỳ 2022-2027 về số lượng, cơ cấu ban chấp hành. Căn cứ điều lệ hội cựu chiến binh Việt Nam, căn cứ sự chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy phường và hội cựu chiến binh quận, ban chấp hành hội cựu chiến binh phường khóa 7 dự kiến nhân sự ban chấp hành hội cựu chiến binh phường khóa 8, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: về số lượng ủy viên ban chấp hành là 11 đồng chí. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào đồng ý xin cho biểu quyết. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy đại hội đã đồng ý 100% số lượng ban chấp hành là 11 đồng chí. Thứ hai, về cơ cấu chủ tịch, phó chủ tịch cựu chiến binh phường 2 đồng chí, cán bộ chi hội 9 đồng chí. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào ý kiến khác? Không có. Như vậy đại hội đã đồng ý 100% về cơ cấu ban chấp hành hội cựu chiến binh phường khóa 8. Ba, về nhân sự cụ thể giới thiệu để bầu ban chấp hành. Xin ý kiến đại hội, có đại biểu nào ứng cử đề cử nhân sự để bầu ban chấp hành hội cựu chiến binh phường khóa 8 xin cho ý kiến. Không có. Qua giới thiệu các đoàn đại biểu được sự lãnh đạo chỉ đạo của các của đảng ủy phường, ban chấp hành hội cựu chiến binh khóa 7 giới thiệu 11 đồng chí để đại hội bầu vào ban chấp hành khóa 8. Danh sách xếp theo phần A, B, C. 1. Đồng chí Lê Hồ Bắc, ủy viên thường vụ khóa 7. 2.
đồng chí Phạm Minh Chúc, Chủ tịch Hội khóa 7. 3. Đồng chí Lương Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành khóa 7. 4. Đồng chí Vũ Thăng Long, Ủy viên Thường vụ khóa 7. 5. Đồng chí Đinh Xuân Lâm, Ủy viên Ban chấp hành khóa 7. 6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Ủy viên Ban chấp hành khóa 7. 7. Đồng chí Hoàng Đình Tuyến, Thường vụ, Ủy viên Thường vụ khóa 7. 8. Đồng chí Cao Bá Thân, Ủy viên Ban chấp hành khóa 7. 9. Đồng chí Đoàn Hữu Thư, Ủy viên Ban chấp hành khóa 7. 10. Đồng chí Phạm Văn Vang, Ủy viên Ban chấp hành khóa 7. 11. Đồng chí Nguyễn Vũ Vinh, Phó Chủ tịch Hội khóa 7. Xin đại hội cho biểu quyết chốt danh sách 11 đồng chí giới thiệu để bầu Ban chấp hành khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy đại hội đã nhất trí 100% với danh sách. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, tiếp theo tôi xin trình bày đề án nhân sự bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cựu chiến binh quận khóa 7. Cụ thể, hội cựu chiến binh phường An Biên, đại biểu đương nhiệm không một đồng chí, đại biểu bầu là 5 đồng chí, tổng cộng là 6 đại biểu đi dự đại biểu hội cựu chiến binh quận. Đoàn chủ tịch đề nghị danh sách đại biểu gồm 6 đồng chí để đại hội bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Xin ý kiến của đại hội. Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý khác? Không có. Như vậy đại hội đã nhất trí 100% số lượng nhân sự giới thiệu và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Thường trực Bình Quận. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, để giúp bầu ban chấp hành cựu chiến binh phường khóa 8 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Thường trực Bình Quận khóa 7 đảm bảo chính xác đúng nguyên tắc thể lệ bầu cử của Điều Đại hội Thường trực Bình Việt Nam, đoàn chủ tịch đại hội dự kiến ban kiểm phiếu như sau: số lượng 5 đồng chí. Xin ý kiến đại hội nếu đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết. Có đại biểu nào có ý kiến khác mà không có. Như vậy là đại hội đã nhất trí 100% số lượng ban kiểm phiếu là 5 đồng chí. Về danh sách ban kiểm phiếu, đoàn chủ tịch dự kiến các đại biểu có tên sau đây: 1. Đồng chí Nguyễn Đức Đạt, trưởng ban. 2. Đồng chí Phạm Tuấn Anh, thư ký. 3. Đồng chí Bùi Đức Đại, ủy viên. 4. Đồng chí Trần Quang Huấn, ủy viên. 5. Đồng chí Vũ Xuân Lập, ủy viên. Xin ý kiến đại hội về danh sách kiểm phiếu. Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy đại hội nhất trí 100% danh sách ban kiểm phiếu có tên trên. Sau đây kính mời đồng chí Nguyễn Đức Lạc, trưởng ban kiểm phiếu, lên điều hành phần bầu cử ban chấp hành hội cựu chiến binh phường khóa 8 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cựu chiến binh khóa 7. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa đại hội. Được đại hội tín nhiệm bầu chúng tôi vào ban kiểm phiếu ban chấp hành hội cựu chiến binh phường khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt ban kiểm phiếu, chúng tôi xin hứa trước đại hội sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ đại hội giao. Trước hết là xin báo cáo với đại hội là hòm phiếu hiện nay là không có gì cả, trong suốt, để những đồng chí kiểm tra. Và xin mời công chí trong thành viên ban kiểm phiếu lên phát phiếu cho các đại biểu. Kính đại hội, sau đây chúng ta tiến hành bỏ phiếu. Thì trước hết thì kính mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký lên bỏ trước, sau đó lên đoàn đại biểu lần lượt, chờ tí, sau đó lần lượt các đồng chí đại biểu bỏ phiếu theo thứ tự hàng ghế thứ nhất đi từ phải sang trái, đi vòng tròn, và tiếp theo là hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Sau khi bây giờ mà các đồng chí ở vị trí là cùng
cựu chiến binh mong trong tim tình yêu tha thiết, tình yêu quê hương, yêu tổ quốc Việt Nam đẹp giàu, yêu lẽ sống và yêu con người, vì hạnh phúc vì tự do ta hát vang bài ca hòa bình. Và giờ đây khi đất nước yên vui thái bình, dù tuổi cao vẫn tin yêu là toàn quê vơi, mãi khắc ghi lời bác đã dạy, cùng cho con xây dựng nước nhà cho tương lai ngày mai huy hoàng. Đường ta đi còn gian khó, quyết xứng danh người cựu chiến binh anh hùng. Và giờ đây khi đất nước yên vui thái bình, dù tuổi cao vẫn tin yêu ngày mai tươi sáng, mãi phát huy truyền thống cách mạng, tổ ấm thêm trang sử oai hùng cho hôm nay và cho muôn đời. Đường ta đi đường chiến thắng, quyết xứng danh người cựu chiến binh Việt Nam. Sau khi chúng tôi kiểm đếm phiếu thì sau khi ban đại hội cũng đến thứ bảy năm mới xin phép ban kiểm đếm đại hội ban kiểm đếm lên sông và yêu con người, vì hạnh phúc vì tự do ta hát vang bài ca hòa bình. Kính mời đồng chí Nguyễn Vũ Vinh thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện đại hội cấp trên và nội dung sửa đổi điều lệ hội cựu chiến binh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Báo cáo chính trị của ban chấp hành hội cựu chiến binh quận Lê Chân khóa 7, 16 đoàn đại biểu đã tổ chức nghiên cứu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành hội cựu chiến binh quận Lê Chân. Có 32 ý kiến về đánh giá chung, các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành hội cựu chiến binh quận. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nội dung đầy đủ, đánh giá khái quát, nhận định tình hình, bài học kinh nghiệm sát với thực tế cơ sở. Chủ đề của đại hội bao gồm đầy đủ nội dung, tính hiệu quả cao, bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi của hội, phù hợp với yêu cầu mong muốn của hội viên, vai trò chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội và thực tiễn đã đặt ra cho Hội Chí Minh quận Lê Chân trong giai đoạn mới. Tôi vừa trình bày hai báo cáo thảo luận ý kiến tham gia báo cáo chính trị của Hội Cựu chiến binh quận khóa 6 và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia nội dung bổ sung vào điều đại hội xin ý kiến đại hội. Nếu đại hội đồng ý với các nội dung báo cáo, xin cho hội biết có đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác không? Có như vậy đại hội đã biểu quyết 100%. Xin trân trọng cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồ Bắc, đại biểu Chi hội 5 lên tham luận. Kính thưa toàn thể đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, trước hết tôi xin hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo của ban chấp hành hội cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027 do đồng chí Phạm Minh Trúc chủ tịch hội vừa trình bày trước đại hội. Kính thưa đại hội, kính thưa các vị đại biểu, trên đây là một số ý kiến cá nhân của tôi thay mặt cho chi hội 5 tham gia bổ sung vào báo cáo chính trị. Chi hội 5 chúng tôi có 19 hội viên, trong nhiệm kỳ qua chúng tôi đã duy trì tốt lề lết sinh hoạt, nâng cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chức năng của hội, tham mưu cho đảng chính quyền trong nhiều mặt công tác, cùng tổ dân phố xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Chúng tôi đã cùng hội cựu chiến binh phường ra quân lập lại trật tự đường nhà, nhất là chỉnh trang lại khu dân cư đường tàu thuộc tổ dân phố số 5. Chi hội 5 chúng tôi còn vinh dự được chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Chuốt trọn vẹn trong nhiệm kỳ qua cho đến khi mẹ về với cõi vĩnh hạ. Chi hội 5 giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở hội trong sạch vững mạnh trong suốt 5 năm nhiệm kỳ qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hội giao, góp phần vào thành công của đại hội cựu chiến binh phường An Biên nhiệm kỳ 2022-2027. Xin chân thành cảm ơn các đại biểu và các đồng chí, chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Tiếp theo xin kính mời đồng chí Phạm Văn Vang, Chi hội 14 lên phát biểu tham luận. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa đại hội, tôi là Phạm Văn Vang, thuộc Chi hội 14. Tôi hoàn toàn nhất trí và hoàn toàn nhất trí và được xin bổ sung những ý kiến như sau. Chúng ta đã được hoàn thành tốt được bốn cái nhiệm vụ được giao, đó là tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết, xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị và xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Hai là nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp đỡ lẫn nhau. Ba là làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan đoàn thể. Bốn là tham gia xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Và trong nhiệm kỳ tới, tôi mong các đồng chí trong ban chấp hành mới cố gắng thay lại cái bộ trang phục cho hội, cho đội tiêu binh. Cuối cùng tôi xin chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Thay mặt các đoàn chủ tịch hội, xin được trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị các đại biểu tiếp tục gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản cho đoàn thư ký. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tiếp thu để đưa vào nghị quyết đại hội. Vì thời gian quá hạn, xin đại hội dừng phần thảo luận tại đây. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Lạc, trưởng ban kiểm phiếu, nên công bố kết quả kiểm phiếu ban chấp hành hội cựu chiến binh phường khóa 8. Kính mời đồng chí. Kính thưa đại hội, sau đây tôi xin công bố kết quả kiểm phiếu như sau. Số phiếu phát ra 51, số phiếu thu về 51, số phiếu hợp lệ 51, số phiếu không hợp lệ 0. Kết quả như sau: đồng chí Lê Hồng Bắc 51/51 100%, đồng chí Phạm Minh Trúc 50/51 bằng 98%, đồng chí Lương Anh Dũng 51/51 100%, đồng chí Vũ Thăng Long 51/51 100%, đồng chí Đinh Xuân Long 51/51 100%, đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh 48/51 bằng 94%, đồng chí Hoàng Đình Tuyến 47/51 bằng 92%, đồng chí Cao Bá Thân 51/51 bằng 100%, đồng chí Đoàn Hữu Thư 51/51 bằng 100%, đồng chí Phạm Văn Vang 49/51 bằng 96%, đồng chí Nguyễn Vũ Vinh 51/51 bằng 100%. Căn cứ kết quả bầu cử, những đồng chí có tên sau đây trúng cử vào ban chấp hành hội cựu chiến binh phường khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Một, đồng chí Lê Hồng Bắc 51/51, đồng chí Dương Văn Dũng 51/51, đồng chí Vũ Thăng Long 51/51, đồng chí Đinh Xuân Long 51/51, đồng chí Cao Văn Thân 51/51, đồng chí Đoàn Hữu Thư 51/51, đồng chí Nguyễn Vũ Vinh 51/51, đồng chí Phạm Minh Trúc 50/51, đồng chí Phạm Văn Vang 49/51, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh 48/51, đồng chí Hoàng Đình Tuyến 47/51. Đề nghị đại hội chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin kế thừa phát huy kết quả và thành tích đã đạt được của hội cựu chiến binh phường trong nhiệm kỳ qua, ban chấp hành là một tập thể đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả cao phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, nghị quyết của đại hội cựu chiến binh phường lần thứ 8 đề ra. Kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí trong hội cựu chiến binh quận, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và sự ủng hộ của toàn thể hội viên cũng như toàn bộ nhân dân của phường để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại hội tin tưởng giao cho. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây xin kính mời 11 đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa 8 về phòng họp tầng 2 để họ
để họp ban chấp hành phiên thứ nhất. Kính mời đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đến dự và chỉ đạo hội nghị. Mời ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc. Thì hôm nay chúng ta họp phiên thứ nhất để có chủ trì hội nghị thì đồng chí Phạm Minh Chúc, đồng chí Vũ Văn Lâm, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh xin cảm ơn hội nghị. Kính thưa hội nghị, có hai hình thức bầu cử, một là biểu quyết bằng nhẹ tức là sơ tay, hai là bỏ phiếu kín. Cả hai hình thức đều có giá trị như nhau. Trước khi vào bầu cử, chủ ba hội nghị xin đề xuất hình thức bầu cử là sơ tay. Xin ý kiến của hội nghị đại biểu nào nhất trí về hình thức tổ chức là sơ tay cho hội quyết chỉ thị, đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác không có. Như vậy 100% đại biểu chúng ta nhất trí về hình thức là bầu cử là sơ tay. Thưa hội nghị, đối với hội ban chấp hành hội nghị bối bản từ khóa 8 khóa 8 có hai hình thức là biểu quyết một lần cho ba đồng chí, hai là biểu quyết từng đồng chí một. Xin ý kiến hội nghị đại biểu nào nhất trí về hình thức biểu quyết một lần cả ba đồng chí xin cho biểu quyết. Có đại biểu là không nhất trí hoặc có ý kiến khác không có. Như vậy hội nghị chúng ta đã nhất trí 100% hình thức biểu quyết một lần cho ba đồng chí. Sau đây hội nghị chúng ta tiến hành bỏ phiếu. Xin ý kiến hội nghị đại biểu nào nhất trí bầu ba đồng chí Phạm Minh Chúc, Vũ Thăng Lao, Nguyễn Phú Vinh và ban thường vụ quận 8 xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác không có. Như vậy hội nghị đã nhất trí 100% bầu ba đồng chí Phạm Minh Chúc, Vũ Thăng Lao, Nguyễn Phú Vinh và ban thường vụ hội thường vụ hội khóa 8 xin cảm ơn hội nghị. Phần thứ hai bầu cử chủ tịch hội. Sau đây hội nghị chúng ta sẽ tiến hành bầu chức danh chủ tịch hội cựu chiến binh phường khóa 8. Căn cứ vào quy hoạch cán bộ của đảng ủy phường, ban chấp hành hội cựu chiến binh khóa 7 xin hướng dưới theo nội dung của bầu giữ chức danh chủ tịch hội khóa 8 là đồng chí Phạm Minh Chúc. Xin hỏi các đồng chí nào tự ứng cử hoặc đề cử danh sách ngoài ban chấp hành khóa 7 chuẩn bị hay không? Không có. Cả nếu hội nghị không có ý kiến khác thì sau đây tôi đề nghị hội nghị sẽ chốt danh sách. Xin những cái hội nghị đại biểu nào nhất trí danh sách giới thiệu đồng chí Phạm Minh Chúc để bầu chức danh chủ tịch hội khóa 8 xin chủ quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc ý kiến khác không có. Như vậy hội nghị đã nhất trí 100% với danh sách giới thiệu để bầu chức danh chủ tịch khóa 8 xin cảm ơn. Kính thưa hội nghị, có hai chiếc bầu cử là biểu quyết trước tay và hai bỏ phiếu kín, tất cả hai đều có giá trị như nhau. Trước khi vào bầu cử chúng ta phải nghĩ đến chiếc bầu cử trước tay. Xin ý kiến hội nghị cùng nhất trí về biểu quyết này chúng ta đã làm xong là để mà không nhất trí không. Sau đây chúng ta tiến hành bầu cử. Xin là nhất trí bầu đồng chí Phạm Minh Chúc giữ chức chủ tịch hội khóa 8 xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Không có. Như vậy hội nghị đã nhất trí 100% bầu đồng chí Phạm Minh Chúc giữ chức vụ chủ tịch hội khóa 8 xin cảm ơn. Ba bầu chức danh phó chủ tịch. Sau đây hội nghị chúng ta sẽ tiến hành bầu chức danh phó chủ tịch hội nghị trung phường khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Căn cứ vào quy hoạch cán bộ của đảng ủy phường, ban chấp hành hội cựu chiến binh khóa 7 dự kiến giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh phó chủ tịch hội khóa 8 là đồng chí Nguyễn Phú Vinh. Xin hỏi có đồng chí nào tự ứng cử hoặc đề cử ngoài danh sách và ban chấp hành khóa 7 chuẩn bị hay không? Không có. Nếu đại hội không có ý kiến khác thì tôi sẽ chốt danh sách. Xin ý kiến hội nghị đại biểu nào nhất trí danh sách giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Vinh để bầu chức danh phó chủ tịch khóa 8 xin cho được biết. Có đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy hội nghị nhất trí 100% với danh sách chí Nguyễn Phú Vinh giữ chức vụ phó chủ tịch hội khóa 8 xin cho được biết. Giữ chức vụ phó chủ tịch hội khóa 8 xin cảm ơn. Là ba đồng chí đã được các đại biểu trong hội nghị đã nhất trí 100%. Theo điều lệ hội thì đồng chí phó chủ tịch hội đồng thời đảm nhiệm trưởng ban kiểm tra. Danh sách cụ thể như sau: một bác ủy viên, ba đồng chí tại hữu trạng ủy viên. Có ai có ý kiến khác không? Không có.
xin ý kiến hội nghị đại biểu nào nhất trí bầu qua đồng chí có tên. Một là đồng chí Nguyễn Du Vinh giữ chức vụ trưởng ban, hai đồng chí Lê Hồ Bắc ủy viên, ba đồng chí Đặng Hữu Trọng ủy viên vào ban kiểm tra hội nghị 38. Xin cho biểu quyết đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào ý khác hoặc không đồng ý với ý khác không? Không có. Như vậy hội nghị chúng ta đã nhất trí 100% bầu ba đồng chí Nguyễn Vũ Vinh giữ chức vụ trưởng ban kiểm tra, đồng chí Lê Hồ Bắc ủy viên, đồng chí Đặng Hữu Trọng ủy viên vào hội ban kiểm tra hội 38. Xin cảm ơn. Thưa hội nghị, sau một thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, phiên họp ban chấp hành lần thứ nhất khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo quận, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy ủy ban nhân dân phường về sự phối hợp chỉ đạo hội nghị. Để ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân, Ủy ban nhân dân quận, Hội cựu chiến binh quận và Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022. Sau đây, tôi xin công bố các quyết định khen thưởng. Tại quyết định số 2790, quyết định Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân ngày 17 tháng 12 năm 2021 do đồng chí Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân quận đã ký khen thưởng, tặng giấy khen cho tập thể Hội cựu chiến binh phường An Biên, tặng giấy khen cho đồng chí Phạm Minh Trúc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường. Kính mời các đồng chí tập thể cá nhân có tên trên lên sân khấu. Kính mời đồng chí Nguyễn Văn Nhật, quận ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân nên trao tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có tên trên. Xin kính mời đồng chí. Tiếp theo, tại quyết định số 98, quyết định khen thưởng của Hội cựu chiến binh, quyết định của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh quận Lê Chân ngày 21 tháng 12 năm 2021 do đồng chí Vũ Hòa, Chủ tịch Hội cựu chiến binh quận đã ký, tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có tên trên. Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 3, chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 8, chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 12. Về tặng giấy khen cho 5 cá nhân: 1. Đồng chí Vũ Thăng Năm, ủy viên ban thường vụ chi hội trưởng chi hội 3. 2. Đồng chí Bùi Minh Phụ, ủy viên ban chấp hành chi hội trưởng chi hội 8. 3. Đồng chí Đoàn Hữu Thư, ủy viên ban chấp hành chi hội trưởng chi hội 12. 4. Đồng chí Lê Hồ Bắc, ủy viên ban chấp hành chi hội trưởng chi hội 5. 5. Đồng chí Cao Xuân Tú, ủy viên ban chấp hành chi hội trưởng chi hội 14. Kính mời các tập thể cá nhân lên sân khấu. Kính mời đồng chí Nguyễn Lương Toàn, phó chủ tịch hội cựu chiến binh quận lên trao giấy khen cho tập thể cá nhân có tên trên. Xin kính mời đồng chí. Tiếp theo, tại quyết định số 19, quyết định Ủy ban nhân dân phường An Biên ngày 18 tháng 3 năm 2022 do đồng chí Nguyễn Đông Hải, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã ký tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022. Về tập thể: 1. Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 2. 2. Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 5. 3. Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 7. 4. Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 9. 5. Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 14. 6. Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 15. 7. Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 16. Về cá nhân: 1. Đồng chí Lưu Văn Dũng, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 9. 2. Đồng chí Cao Bá Thân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 2. 3. Đồng chí Phạm Văn Vang, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 14. 4. Đồng chí Đinh Xuân Long, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 15. 5. Đồng chí Phan Chi Thành, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 6. 6. Đồng chí Hoàng Đình Tuyến, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 16. 7. Đồng chí Hoàng Bách Trung, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 4. 8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 1. 9. Đồng chí Vũ Đức Hoàn, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 11.
10 đồng chí Tạ Đức Trọng, chi hội trưởng chi hội cựu binh cơ quan phường An Biên. 11 đồng chí Trần Mạnh Quỳnh, chi hội trưởng chi hội cựu binh tổ phố 7. 12 đồng chí Nguyễn Đức Nạp, chi hội trưởng chi hội cựu binh tổ dân phố số 6. Kính mời các đồng chí tập thể, cá nhân, các đồng chí có tên trên lên sân khấu. Kính mời đồng chí Nguyễn Đông Hải, Phó Bí thư ủy, Chủ tịch Ủy ban phường lên trao tặng giấy khen cho các thể cá nhân. Xin kính mời chính. Chính thức dự đại hội cựu chiến binh quận lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027 như sau. Căn cứ vào kết quả bầu cử, các đồng chí có tên sau đây trúng cử đoàn đại biểu chính thức dự đại hội cựu chiến binh quận lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027 xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. 1. Đồng chí Lê Hữu Bác 51/51, đồng chí Vũ Thăng Long 47/51, đồng chí Nguyễn Vũ Vinh 47/51, đồng chí Hoàng Đình Tuyến 45/51, đồng chí Đỗ Thị Yến 38/51. Và căn cứ kết quả bầu đồng chí Phan Chính Thành số phiếu thấp và quá bán là đại biểu dự khuyết dự đại hội cựu chiến binh quận lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa đại hội, đại hội vừa nghe đồng chí trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu đại biểu đi dự đại hội cựu chiến binh quận lần thứ 7. Xin chúc mừng các đồng chí đã trúng cử của đoàn đại biểu dự đại hội hội cựu chiến binh quận nhiệm kỳ 2022-2027. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, do điều kiện riêng của các đồng chí cá nhân và gia đình, một số đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa 7 xin không tái cử ban chấp hành hội cựu binh khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt đoàn chủ tịch, xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho công tác hội nhiệm kỳ vừa qua. Rất mong rằng trong thời gian tới, với kinh nghiệm thực tế đã trải qua, các đồng chí tiếp tục phát huy để xây dựng chi hội và hội cựu binh phường ngày càng vững mạnh. Xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Sau đây xin kính mời các đồng chí có tên trên lên nhận quà lưu niệm của hội. 1. Đồng chí Hoàng Mai Trung. 2. Đồng chí Phan Chính Thành. 3. Đồng chí Trần Mạnh Quỳnh. 4. Đồng chí Vũ Đức Hoàn. 5. Đồng chí Bùi Minh Phụng. 6. Đồng chí Đoàn Thế Dũng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Minh Trúc, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Phường lên nhận quà. Xin kính mời các đồng chí. Thay mặt ban thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết đại hội. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể đại hội, sau đây thay mặt đoàn thư ký, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu hội cựu chiến binh phường An Biên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027 như sau. Ngày 22 tháng 3 năm 2022, đại hội đại biểu hội cựu chiến binh phường An Biên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027 được tiến hành với tinh thần phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Tham dự đại hội có 51 đại biểu hội viên cựu chiến binh,
đại hội được đón đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Lê Chân, đồng chí Nguyễn Văn Nhật, quận ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, đồng chí Nguyễn Đông Hải, Phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ phường dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đã thảo luận báo cáo chính trị và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên. Đại hội đã bầu được ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường An Biên lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027 quyết nghị thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu chiến binh phường An Biên. 6 chỉ tiêu đại hội lần thứ 7 đề ra được triển khai thực hiện toàn diện, hoàn thành tốt 100%, trong đó 5 chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Đại hội giao cho Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường khóa 8, nhiệm kỳ 2022-2027 hoàn thiện nghị quyết để ban hành xây dựng chương trình và kế hoạch học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và đôn đốc kiểm tra thực hiện. Đại hội Cựu chiến binh phường An Biên lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Trên đây tôi đã trình bày xong dự thảo nghị quyết đại hội, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, sau một phần hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường An Biên khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh quận, các đồng chí trong lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ tại các tổ dân phố, các đồng chí là hiệu trưởng, bí thư của các trường trên địa bàn đã đến dự và có hoa và có quà tặng cho đại hội. Đây là một cái điều chúng tôi biết ơn và rất vinh dự và chúng tôi được đón nhận. Sự có mặt của các đồng chí là niềm cổ vũ, động viên rất lớn, góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường đã thảo luận tích cực, trí tuệ để đánh giá sâu sắc kết quả công tác hội và nhiệm vụ trọng tâm của khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua phương hướng mục tiêu nhiệm vụ khóa 8, kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa 7, tổng hợp ý kiến tham gia và dự thảo văn kiện đại hội Cựu chiến binh quận cũng như nội dung sửa đổi điều lệ hội khóa 6. Tại đại hội, các đại biểu đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường khóa 8 gồm 11 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra. Thay mặt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường, tôi xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí và sẽ cụ thể hóa trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027. Thành công của đại hội là niềm cổ vũ to lớn đối với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường. Với tinh thần đó, đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường lần thứ 8 kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của đội Cụ Hồ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội Cựu chiến binh phường lần thứ 8 đã đề ra, góp phần xây dựng phường An Biên ngày càng vững mạnh. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội đại biểu Cựu chiến binh phường khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Kính xin mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đại hội đứng lên làm lễ chào cờ. Xin kính mời.